Có những thứ bí ẩn, những tập tục kỳ lạ trên thế giới này mà mình chưa được khám phá hết. Và đây có lẽ là đoạn clip gây ám ảnh nhất đối với bản thân của mình và cả những người xem đoạn clip này. Đặc biệt, đây là đoạn clip không dành cho những người yếu tim. Trong năm vừa qua, mình có dịp đặt chân vào một hòn đảo nhỏ nằm trong một ngôi làng bí ẩn ở Bali, Indonesia. Có một tập tục khiến nhiều người nghe thôi cũng lạnh gáy. Xác người chết không được chôn mà để vào lòng tre, phơi nắng cho đến khi phân hủy đến hết. Lối vào khu nghĩa trang đặc biệt của làng Trunsan này có những hàng dài đầu lâu được xếp ngay ngắn. Đó là những gì còn sót lại sau tập tục mai táng kỳ lạ của họ. Không phải người trong làng Trunsan nào cũng được hưởng đặc quyền đó. Phong tục bỏ xác người vào trong lòng tre, phơi nắng đến khi phân hủy hoàn toàn chỉ dành cho những ai đã lập gia đình. Những người không đủ điều kiện sẽ được chôn ở nghĩa trang khác. Người dân đồn đoán rằng một cây cổ thụ hơn 1.000 năm tuổi, cây này tỏa ra hương thơm đặc biệt có thể xua tan mùi tử khí. Nếu để ở nhà, xác chết sẽ bốc mùi hôi thối. Tuy nhiên, khi đặt quanh xác chết gốc cây cổ thụ này, bạn sẽ chẳng nghe thấy mùi tử khí. Đó chính là phép tà thuật của cây thần thụ này, theo một người dân trong làng chia sẻ. Tuy nhiên, khi Bùi Hồ quay đoạn clip này thì đã ối mửa và thậm chí khi về nhà nghỉ đã nghe một mùi tử thi nồng nặc bốc lên người, phải tắm rất nhiều lần mới sạch. Các bạn biết không, xác chết sau khi phân hủy sẽ được cải mộ bằng cách là lấy hộp sọ đặt lên bàn thờ đá dưới gốc cây. Qua nhiều thế hệ thì sọ người được xếp thành dãy dài, nơi đây được gọi là đảo đầu lâu. Họ sử dụng chỉ có 11 chiếc lồng tre. Đây là một con số linh thiêng trong đạo Hindu giáo. Mỗi quốc gia khác nhau, mỗi phong tục tập quán khác nhau, nên mình sẽ tôn trọng quyền của họ. Đây là ý kiến cá nhân của mình. Còn bây giờ các bạn theo chân mình ha. Mùi âm khí á, cực kỳ khó chịu luôn mọi người. Mình phải mà Bùi Hồ phải mang khẩu trang vào. Một cái mùi cực kỳ khó chịu. Đây cô bác anh chị, phải mang khẩu trang vào. Không mang khẩu trang vào không để nào đến gần những cái khu mộ như thế này. Mình cũng rất là sợ cái màu này, vì nó sẽ là cà ri hay là cái gì đó rất than thôi. Nhưng không, ớt sao nhuyễn. Sau khi cải táng thì người ta sẽ để những cái phần sọ lên đây, rất là nhiều phần mộ như thế này. Và thậm chí sau khi cải táng đây là cái phần xương người. Đây, những cái phần xương khỉu tay, khỉu chân nó vẫn còn nằm ở đây rất là nhiều nè. Ồ, ở dưới này nè, những cái phần xương nó vẫn còn nằm ở đây. Và rất là nhiều. Mình cứ nghĩ, lúc nãy cứ nghĩ ở đây là chỉ phần quần áo những người đã mất thôi. Nhưng mà có cả những cái phần xương người, nó vẫn chưa được thối rửa hết. Nó vẫn còn dính cái phần quần áo ở trong kia kìa. Và chỉ cái phần sọ là họ sẽ để ở trên cái khu vực này thôi. Trời cũng đã bắt đầu mưa và một cái không khí âm u lạnh lẽo nó lại bao trùm lên cả một cái khu đảo vắng như thế này. Thì chia sẻ cho mọi người biết luôn về một cái tập tục khá là lạ như thế này. Những con ruồi mọi người. Nó sẽ khác nhau. Và hôm nay thì Bùi Hồ mình có dịp đến đây chia sẻ cho mọi người biết được một cái văn hóa tục lệ chôn cất của những người đã mất ngay tại đất nước Indonesia này. Vào chiều hôm nay thì các anh em đang có mặt tại thị trấn Ubud thuộc là đảo Bali của Indonesia. Và một trải nghiệm đáng nhớ ngay tại Indonesia đó là ăn trái sầu riêng ngay tại đây nha mọi người. Thì một trái sầu riêng ở Bali này nó có hình dáng là nó tròn hơn so với trái sầu riêng ở Việt Nam. Và cái trái nó cũng khá là nhỏ. Rất là nhiều gai chi chít với nhau như thế này. Ở đây thì có hai đặc sản, đó là sầu riêng và chuối. Ở đây thì nó rất là ngon. Phong kìa, quay cho mọi người thấy gần đang bổ trái sầu riêng rồi kìa. Trái này là 70 đồng nha. Cho anh vẫn là tiền. Bóp nào bóp. Bóp.
70 thì tiền Việt Nam khoảng 100 ngàn á. Trái sầu riêng này 100 ngàn. Trái sầu riêng này là 100 ngàn tiền Việt ha. Và đây là 100 ngàn Rupee của Indonesia. Đơn vị tiền tệ lớn nhất của Indonesia nè mọi người. Nhìn tờ tiền cũng khá là đẹp ha. Và cô này, Good. Để cho mọi người xem. Đây, một cái trái sầu riêng thì cái muối của nó sẽ màu trắng hơn so với cái muối ở Việt Nam đúng không Phong? Em ngửi này. Ăn muối luôn rồi. À. Ok, đúng hợp. Được rồi. Người ta nói khi đến Bali, Indonesia mà chưa trải nghiệm ăn sầu riêng ngay tại đây á thì coi như là một điều gì đó thiếu sót. Ủa, nó béo lắm, nó béo. Có phần. Nó béo. Nó không phải là một cái màu hột gà giống như là của sầu riêng của Việt Nam. Cái màu của nó thì nó sẽ trắng hơn. Độ ngọt của nó không nhiều nhưng mà nó lại cực kỳ béo luôn. Và một trái như thế này là tiền Việt Nam là 100.000 đồng. Họ bán ký hay bán trái? Bán trái. Bán trái hả? Em có sự so sánh gì về sầu riêng của Indo với sầu riêng của Việt Nam? Thật ra các sầu riêng ở Việt Nam mình á là nguồn gốc từ Thái, như là ri sấu này, mỏng thon này, của Thái nhiều lắm. Nhưng mà sầu riêng ở đây nó cứ bị béo. Mỗi một nơi á, tùy vào cái thổ dưỡng ở nơi đó, cái khí hậu nữa, thì cái trái sầu riêng nó sẽ có độ ngon khác nhau. Sầu riêng của Việt Nam thì có màu vàng hơn, bắt mắt hơn và đặc biệt là ngọt hơn. Còn sầu riêng ở đây á thì nó một màu, đó là vị béo. For me. Ăn nữ muối nữa không? Mà xin tiếp cho bà nữa chứ, tội công bà khui. Ăn nữ muối nữa đi để nói cho mọi người biết. Muối này chừa bạn Nhân nè. Đó. Béo. Cái hộp nó cũng bự đúng không? Bự hơn so với hộp của Việt Nam mình. Nhưng mà sầu riêng ở đây thì ít mùi hơn so với sầu riêng của mình đúng không? Ít mùi hơn, ít nặng mùi hơn. Ngon. Vì sao em lại chọn ăn trái sầu riêng loại trái cây mà ngay tại Indo mà không chọn trái khác? Vì ở Việt Nam mình cũng có sầu riêng, mình ăn để mình so sánh thử. Đây là một những cái trái được gọi là vua các loại trái cây vì giá đắt nhất. Ở đây là đắt nhất luôn hả? Thôi chờ một cái muối cho bạn mình với, không ăn hết tất bà luôn á. Đúng rồi. Đây là chừa hai cái muối này cho bạn Nhân nè. Ở đây này đâu đã đông lại đúng không? Excuse me sir. Đây là những cái gian hàng mà đây là những cái xề bán trái cây rất là nhỏ, chẳng hạn như 80 đồng trên This in Bali. Măng cụt Việt Nam hiện giờ là lên 400 ngàn một ký rồi nha. 400 ngàn hả? Đây là trái măng cụt, trái mây và thậm chí thanh long. Ở đây chuối, hôm qua thì Phong có mua mấy trái chuối mà nó to hả Phong? Còn cái chuối này thì nó nhỏ hơn nhưng mà nhìn màu nó cũng khá là đẹp ha. Mua măng cụt ăn để dành tối ăn. Ăn đang miêu tả cho mọi người luôn đi, thử luôn đi. Măng cụt thôi. Mở ăn cho mọi người coi thử. Open. Mở ra luôn đi Phong. Một trái sầu riêng như vậy thì được 6 muối. Và muối nào muối nấy cũng khá là chất lượng. Đây là trái măng cụt. Ở Việt Nam bây giờ là lên 400 ngàn một ký hả? 400 ngàn ký Việt Nam mình á, tại vì và đang trái mùa. Cái thứ hai nữa là người ta có nhu cầu ăn gỏi măng cụt ở Đồng Nai á, ở Bình Dương á. Vị cũng ngọt á. Câu này là nói trái măng cụt này là của Bali luôn, ở Bali trồng luôn. Ngon quá. Rồi mang về khách sạn ăn. Rồi còn bao nhiêu mang về khách sạn ăn? Còn bây giờ, sau khi các anh em dùng trái cây đặc biệt là trái sầu riêng ngay tại thị trấn Ubud của
đảo Bali Indonesia thì cũng khá là ngon mọi người, nhưng mà mùi của sầu riêng thì nó không đặc trưng giống như ở Việt Nam, nó sẽ có nhiều mùi vị hơn. Còn chẳng hạn như là nó ít độ ngọt hơn nè, ít đường hơn nè, và ít cái mùi thơm hơn. Và đây là một cái gian, một cái quầy bán trái cây nữa, và hai du khách người Tây này cũng muốn mua hay như thế nào đó. Và cô bác quý anh chị có thể biết được rằng là những cô bác quý anh chị mà đi sang Indonesia thì cũng biết là đất nước Indonesia là một cái đất nước mà các phương tiện giao thông được di chuyển ở phía bên trái, có nghĩa là các tài xế vô lăng thì nó sẽ nằm ở phía bên phải. Và ở đây thì mặc dù là rất là nhiều xe cộ, tuy nhiên ở đây thì mọi người có thể thấy là không có tình trạng gọi là bóp còi hoặc là vượt chen lấn với nhau. Mặc dù bên kia là xe đã đậu gần như là 1/3 của lề đường rồi. Và vì đất nước Indo trước đây là thuộc địa của Anh nên sẽ lái ở phía bên trái luôn mọi người. Và bây giờ thì chắc có lẽ là các anh em sẽ vô đây để chia sẻ cho cô bác quý anh chị cũng như là tất cả các bạn một trong những cái món ăn đặc sản ngay tại Bali, Indonesia. Bạn nữ xinh ghê ha. Ở đây này có rất là nhiều món này. Indonesia, đặc trưng của đặc sản của Indonesia nè. Đây là món gà nướng nè. Yes. Yes, sure. Đây là cơm của người Indo. À, ngon ha. Bây giờ mình vô mình ăn thử đi. Nhưng mà họ và ăn có một cái món, một cái món lạ này, môn khó rất khó ăn nè. Anh nhớ đợt trước mình đi Batam mình ăn không? À. Nướng như là chuối á. Giống như mắm vậy đúng không? Mắm á. Mắm nướng á. Nó cũng có cái món giống như của Thái nè. Giống như một tôm sâm á. Ok, vô. Và đây là một cái nhà hàng đặc trưng Indonesia đây đi, và mọi người có thể, cô bác quý anh chị có thể thấy là ở trên này họ để nến nè, và có bông dạng thọ, một cái kiểu ăn khá là thú vị ngay tại nơi này ha. Và thậm chí là ở đây họ có một cái nơi để mà họ cúng bái ở ngay tại cái gần cái quầy phục vụ luôn đó mọi người, đó là một cái tượng thần gì đó. Cái không gian có nến nó vẻ gì đó rất là tâm linh. 20 đồng thì nhân lên 1,5 lần là 75 đồng. Thì nhìn ra thì cũng tôi nói đất có món chả giò Việt Nam rồi kìa. Mình sang cái món nào đặc trưng của Indo đi ha. Gà nướng. Món này nè, món đặc trưng của người Indo nè. Chọn món này đi. Đó, bà mình chưa kìa. Anh ăn gà đúng không? Dạ. This one. Bên này em không ăn. Hello. Mình sẽ ăn cái món this one. Nasi goreng. Yes. Would you like more chicken or seafood? Chicken. Có nghĩa là cơm gà hoặc là cơm hải sản đúng không? And green water. How many water? Green water. Yes. Oh, with glass, with ice. Yes, please. So for your food, one satay babi, one ayam panggang, and one nasi goreng with chicken, yeah? And green water. Yes. Thank you. Thank you. Mình tất cả ba cái món ăn của mình là đều là món của Indo hết. Món cơm chiên Indo, món gà nướng Indo, và một cái món nữa là món thịt nướng Indo. Mọi người sẽ ăn thử cơm như thế nào. Còn nếu mà ăn không hợp vị thì có thêm cái đồ độn Việt Nam, gồm có tôm ngào đường, tôm ngào đường và các cơm chiên giòn. Đem bỏ mối của mình ra rồi vong rồi là bỏ mối á. Bỏ mối của Việt Nam đem qua nè. Phải bỏ vô cái vị đen cắt thiệt là kỹ. Việt Nam. Hai món gồm có cá cơm với lại bên đây là tôm ngào đường, cho nên là mình kêu thêm tất cả món cơm, vì nếu không ăn được đồ ăn của họ thì mình sẽ có món ăn Việt Nam. Này bánh gì Phong? Bánh phồng tôm à? Ngon không? Ngon.
Mình ăn cái bánh này cái cảm giác dầu mỡ nó ít. Nhưng mà tôm thiệt nè, anh cảm nhận cái vị tôm á. Nghe mùi tôm ha. Anh nói thật á Phong, ở Việt Nam mình ăn với những cái ánh đèn nó quen rồi. Tự nhiên mà mình ăn vô cái ngọn nến mình cảm thấy nó sao sao đúng không? Em có cảm giác gì không? Cái này nến này á là giống nến thờ quá. Anh không tin nó thế. Thêm cái bông này nữa. Thêm cái bông da con đỏ nữa. Đồ cúng. Nếu như mình đẩy cái này ra nè, em đẩy cái khăn giấy này ra, đúng không? Có nước luôn chứ. Bánh trái. Cái cây nữa. Mình cũng rất là sợ cái màu này. Vì nó sẽ là cà ri hay là cái gì đó rất than thôi. Nhưng thuận ớt xay nhuyễn. Cơm nè. Cơm chiên đều lắm. Ngon ha. Có thịt gà nữa. Cho anh thử một muỗng cơm đi ha. Cơm chiên ở đây thì gồm có là, mời cô bác quý anh chị ha, có thịt gà nè, cơm, nhưng mà chiên nó vẫn còn ghi cái nước nha. Còn đây là thịt nướng mật ong, ngọt thịt á. Nướng mật ong hả? Ăn cơm này với nước sốt này thử. Nước sốt có vị cay, nồng, ngon. Và em ăn thử cái vị của anh coi Phong. Anh là chắc là này là cơm á. Cái này cũng khá là lạ luôn nè mọi người. Cô bán cái gì? Cái này không phải là cơm. Nếp. Và nếp này nếp sẽ chấm với nước sốt này. Nếp nó giống như là ăn bánh chưng vậy á. Nếp bánh chưng á. Em coi y như vị bánh chưng à. Đây là mời cô bác quý anh chị ha. Chấm như thế này. Em có thể chạm vô màn hình để cho mọi người thấy rõ hơn ngay chỗ. Dẹp thêm một thịt nữa. Lúc nãy này là thịt gà đúng không? Thịt gà. Cái này là nếp. Gọi là giống như cái vị bánh chưng của Việt Nam. Còn đây là thịt gà nướng. Có lá chuối cho nên là cái vị đắng đắng như lá chuối vậy. Ngon. Ở dưới này á là người ta để ít than cho thịt nó luôn nóng nóng và nó bốc khói luôn nè. Dưa leo họ sắc ra. Còn đây là phần của nhân dân thì gồm có cơm gói lá chuối giống như là xôi lá chuối vậy, giống như là ở Việt Nam có xôi bắp á, giống như xôi bắp của Việt Nam mình á, cũng có nước chấm như vậy và một cái đùi gà cực to luôn. Ở dưới này thì gồm có đậu đũa, người ta sẽ trộn giống như là trộn sốt gì đó, tăng thêm cái phần gia vị. Thôi bây giờ nhân dùng thử ha. Rồi mời. Cảm nhận đầu tiên của em về cái món này nha, nó rất là tinh tế. Nó tinh tế từ cái cách bài trí này, nó tinh tế ở cái những cái mà nó làm cho cái kia mắt nhìn của mình á, nhìn vào thì mình cảm thấy một cái gì đó rất là thoải mái rồi. Trong ẩm thực á, khi mà chúng ta nhìn vào một cái món ăn mà chúng ta cảm thấy nó không hài lòng rồi thì chắc chắn là nó sẽ chưa chắc nó đã làm cho mình thấy ngon. Ta sẽ ăn bằng mắt trước đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà bây giờ xin phép chắc gà này chắc bốc quá. Ở Việt Nam ăn gà bốc quen rồi. Rồi nhà mày mời tất cả mọi người nhé, ăn gà, coi cái miếng gà ở trong coi. Có thể là gà này họ đã luộc sơ qua rồi, sau đó thì họ mới nướng. Khả năng là họ nướng bằng mật ong ha. Thơm quá ha. Đậm vị không? Gà nướng mật ong. Nướng mật ong. Không dai, không bể, vừa phải, thấm. Nó thấm từ trong ra ngoài luôn. Rất là hay. Mở có xôi đây nè. Cái này là cơm nhé. Cơm hả? Giống xôi vậy á. Giống xôi bắp ở Việt Nam mình á. Nhưng mà công nhận là người ta họ gói rất là khéo. Hay ha. Nên là người đầu bếp giỏi 1 nhưng người trình bày giỏi 10 á. Ok, món này được 9 điểm rưỡi. 9 điểm rưỡi. Tuyệt vời. Thôi tính, ăn nha. Tính về giá. Về giá nè, về cái trình bày nè, và thậm chí về độ ngon của món ăn á thì Phong cho khoảng bao nhiêu điểm? 9 điểm. 9 điểm. Cực kỳ ngon luôn. Thôi bây giờ mời cô bác quý anh chị cùng dùng với các anh em ha, những cái món rất là đặc trưng ngay tại
thị trấn Ubud thuộc đảo Bali, Indonesia.